Blackpink tiếp tục nhận tin vui cực khủng trước thềm comeback khiến fan đứng ngồi không yên. Vào chiều ngày 27 tháng 7 theo giờ địa phương, MV Lovesick Girls của Blackpink đã chính thức vượt mốc 600 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. MV Lovesick Girls được phát hành vào ngày 2 tháng 10 năm 2021. Điều này đồng nghĩa với việc Lovesick Girls chỉ mất hơn 1 năm 9 tháng để đạt được cột mốc 600 triệu lượt xem. Hiện tại, MV Lovesick Girls cũng đã ghi nhận hơn 14 triệu lượt thích trên YouTube. Với thành tích này, Lovesick Girls đã trở thành MV thứ 9 của Blackpink đạt mốc 600 triệu lượt xem trên YouTube sau các MV Do 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 Do, Rumbaya, As If It's Your Last, Kill It Love, How You Like That, Playing With Fire, Whittle và Ice Cream. Sắp tới vào ngày 29 tháng 7, Blackpink sẽ phát hành MV Ready For Love kết hợp cùng với Pop Mobile. Đây là sản phẩm hiếm hoi của Blackpink với đội hình đầy đủ 4 thành viên trong vòng 2 năm trở lại đây và cũng là lần đầu tiên họ hợp tác với một công ty game áp dụng công nghệ vào MV của mình. Đại diện công ty YG Entertainment trước đó đã từng dành những lời có cánh cho Ready For Love. Đó là một bản nhạc pop quyến rũ với phần điệp khúc tuyệt vời, xen kẽ phần đệm piano êm đềm. Bài hát gửi gắm thông điệp về sự quyết tâm không bỏ cuộc. Trong bản hát tại sự kiện ảo The Virtual, Blackpink đã thể hiện bài hát mới này với một chất giọng gây ấn tượng cùng giai điệu sôi động. Người hâm mộ kỳ vọng Ready For Love sẽ trở thành hit tiếp theo của Blackpink, một lần nữa đưa tên của nhóm lên những bảng xếp hạng lớn của cả Hàn Quốc lẫn quốc tế. Ngoài ra, theo thông báo từ YG Entertainment, các thành viên Blackpink đang trong quá trình quay MV cho ca khúc Comeback vào tháng 8. Và cũng theo thông báo từ YG, đây là MV ca nhạc có chi phí sản xuất lớn nhất mà công ty bỏ ra từ trước đến nay. Có thể thấy, đường đua K-pop tháng 8 hứa hẹn sẽ cực kỳ căng thẳng, bùng nổ với sự trở lại của hàng loạt những nhóm nữ đình đám từ thế hệ thứ 2 đến thế hệ thứ 4. Mới đây, công ty Starship Entertainment xác nhận IVE đang làm việc chăm chỉ để chuẩn bị với mục tiêu trở lại vào tháng 8. Ca khúc trước đó của IVE mang tên Love Dive ra mắt hồi tháng 4 đã đem về cho nhóm tổng cộng 10 chiến thắng ở các chương trình âm nhạc. IVE là nhóm nhạc nữ tân binh 6 thành viên, ra mắt vào tháng 12 năm 2021 với đĩa đơn đầu tay 11 và gần đây nhất là Love Dive. Ca khúc đã vượt 100 triệu lượt stream phát trực tuyến trên Spotify. Theo All K-pop, IVE cùng aespa là những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế hệ thứ tư K-pop hiện nay. Trong tháng 7, IVE đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ do Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc công bố, chỉ sau Blackpink. Một thống kê cho thấy, IVE hiện đang dẫn đầu Gen 4 thế hệ mới, gồm EXE, SHEIDER, IZONE có thành tích cao hơn nhưng được xếp vào thế hệ 3.5 với tổng cộng 23 chiến thắng trong các chương trình âm nhạc chỉ với 2 ca khúc từ khi ra mắt. 16 cúp trong số đó là từ các chương trình âm nhạc của đài phát thanh truyền hình lớn Music Bank, Music Core, Inkigayo. Về lượng bán album, IVE cũng đạt con số ấn tượng 1.059.087 bản trên Gaon Sakho Charts, đứng thứ 8 trong top 9 nhóm nhạc nữ tiêu thụ trên 1 triệu album. Hoạt động chưa đầy 8 tháng, thành tích này cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của IVE trong tương lai. Đáng chú ý, tháng tới, K-pop sẽ cực kỳ sôi động nóng bỏng như một chảo lửa bởi sự trở lại của hàng loạt những tên tuổi đáng mong chờ, đó là SNSD, Blackpink, TWICE và IVE. Đây đều là những đại diện nổi bật của các thế hệ nhóm nữ K-pop. Nhóm nhạc quốc dân SNSD sẽ tái xuất với đầy đủ 8 thành viên sau 5 năm, kể từ album phòng thu thứ 9 Holiday Night. SNSD là nhóm nữ thế hệ 2 duy nhất vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ trong suốt 15 năm hoạt động. Nhân dịp kỷ niệm tuổi 15, không chỉ phát hành album, 8 cô nàng huyền thoại của SNSD còn cùng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Soshi Tam Tam đang được phát sóng trên đài JTBC. Blackpink, nhóm nữ đình đám Gen 3 cũng đang rục rịch chuẩn bị cho màn comeback. Đây sẽ đánh dấu sự trở lại đầu tiên của Blackpink sau khoảng gần 2 năm kể từ khi nhóm phát hành album phòng thu đầu tiên mang tựa The Album vào năm 2020 cùng với ca khúc chủ đề How You Like That và ca khúc hợp tác đặc biệt Ice Cream với Selena Gomez. Đồng thời, Blackpink sẽ tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới hứa hẹn có quy mô lớn nhất trong lịch sử các nhóm nhạc nữ K-pop. Cùng với Blackpink, TWICE cũng trở lại với mini album thứ 11 mang tên Between One and Two dự kiến phát hành ngày 26 tháng 8. Mới đây, người hâm mộ TWICE đón tin vui khi cả 9 thành viên đều tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản JYP Entertainment. Nhóm chính thức thoát khỏi lời nguyền 7 năm từng là nỗi ám ảnh của nhiều nhóm nhạc K-pop. IVE tuy chưa đầy 1 tuổi, nhưng được truyền thông và công chúng ca ngợi là tân binh khủng long với loạt thành tích nổi bật. Nhóm cũng được kỳ vọng sẽ có màn tái xuất bùng nổ không kém những đàn chị.